Hello, chào buổi sáng cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới tràn đầy năng lượng nha. Sáng nay thì ở Bạc Liêu á, trời mưa lớn quá. Cả nhà nghe có ồn không? Và hôm nay thì mình khui lông mới nè. Wow. Mình sẽ dùng bữa sáng kháng thể với anh Phalipic. Mỗi ngày mình dùng một ly một muỗng rưỡi sữa với 150 nước thôi là đã cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho mình trong một ngày. Đặc biệt là có hàm lượng kháng thể nè, 300mg kháng thể, rồi 1000mg canxi, 1 tỷ lợi khuẩn và đầy đủ vitamin khoáng chất, giúp cho cơ thể mình phát triển toàn diện luôn á cả nhà. Mỗi lần mà Mỹ Ngữ uống là chỉ có một muỗng rưỡi thôi, nhưng mà hàm lượng dinh dưỡng rất là nhiều, rất là cao luôn. Đặc biệt là trong thời dịch này nè, đại dịch đang diễn biến rất là phức tạp, mình cần phải bổ sung kháng thể để nâng cao hệ miễn dịch của mình á. Và tại sao mình phải lắc hả? Bởi vì trong anh Thanh Tiếp có công nghệ giúp bảo toàn những thành phần quý giá và giúp tạo độ hấp thu tốt để cho hiệu quả sản phẩm được tốt nhất, và độ hấp thu từ 95-98% á. Và công nghệ anh Phalipic này mình phải lắc lên để kích hoạt được cái tác dụng của công nghệ anh Phalipic. Và vì trong sữa non thì có hàm lượng kháng thể và có lợi khuẩn tiêu hóa, cho nên là mình pha bằng nước lọc là tốt nhất, không pha bằng nước nóng nha cả nhà. Mình lắc thì mình lắc khoảng 2 phút là ok rồi. Sáng lắc sữa giống như là tập thể dục luôn vậy á. Đây cả nhà thấy là sữa nó sệt lại, nó sệt lại và nó có màu vàng nhạt của sữa non. Rồi mình thấy nó, cái sữa nó mịn, nó không còn hạt sữa nữa. Rồi bây giờ mình mở ra mình uống liền nha. Uống vào buổi sáng là tốt nhất, và uống khi mà bụng đói. Rất là thơm ngon nha. Và mình uống xong thì mình không có chán ly uống lại nha cả nhà, mà 30 phút sau mình mới ăn uống hoàn toàn để cho sữa hấp thu hết á. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Chúc cả nhà ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Bye bye.